bạn chứng khỏi bị sơ sanh sơ tặng ô và bạn mơ bị tổ lực rú tệ tông chỉ mùi năng ca update bỏ miền product và miền này ta update bỏ miền product nó lời thể bỏ rú chả hỡi ấy lời lực rú nâng bằng hai phí rủ biệp lục và chứng dương ai thực ra tìm phẩm bay vì how to delete và data from table product on actual server và chứng lực lượng bài hàng bị rụng lục vinh mà đó và chứng dân cho application bao dương má hay dân đặt bọc thịt lưu bật tông delete và tọa mà tiết ở lúc pra try the dial và đây lực lượng tăng tập bài hàng tầm bây khách mơ error yes và bất tòa mắc ở lúc ai mishake tam giả phá hành tam giả mishake bọc nó phô rộng nhận đại error nâng bà đưa dương property mũi bư mishake bất tòa mắc nó khăn nâng lực rưu bàn bà cả thê mùi bà miên chú b từ tua đầm lây initialize đầm lây chập đam đầm bông rồi bảo viên nó cứ fail miên này tha phê nó lực rưu ạp đăng tha dừng lục bàn bá này chẳng lực rưu đầm nang b nó cứ lục ạp bàn sẵn cứ fail xong là mọt chưa bần đò xong bà bắt tòa mà ở lâu ai pra ID phụ cái nào lúc thật cả ID nó chỉ chăm bài chứ không thể check mơ viên sẵn ta ID bao nhiêu nó copy xong nó được tệ mình này thay dân bàn bị cho rủi rò hỏi chẳng lực của ai sẽ actual statement đầu dân pra delete from pro product và where condition where product ID và smart chẳng dân top job chúng mới nâng thì đặt tag và bắt đầu bây giờ sẽ say actual hai nhưng sẽ comment dot sorry mà new này comment actual comment nhưng bot actual đã ở về hay bot connection sao thay mới đã ở về bắt đầu mà tiếp lực lượng ai ở về execute và đặt execute và chính là khu phá technique thông mấy và cứ ao viên mistake tại mà đón hỏi dương ad và hai thả record delete thịt và mình này trọng bàn lục ấy và tổng mới dương clear data trên bị đẹp không bù bọc hỏi là khu cầm nọt bí mà nâng true và tổng bị cầm nọt hỏi nó lẹp thăng và tổng tiếp lực ba lực vụ ai cầm nọt L cứ dân ai cầm nọt L để tôn chỉ mùi năng mistake dot show please và tọa mà tiết lực vụ chập đạp if mà bí mà nâng fair record to delete và no record to delete và tọa mà dừng đạp ID dot focus và hãy dùng save via ttid dot select all và dùng select all nơi phần mình bắt tay dùng mới khơi với prao tờ đào là đào chứng dùng ai lục via nhé đào đá chứng dùng xe thể và dùng ai save via nơi cái lại mùi rụt thông mật nè cái lại khéo lạc khắn từ tụ bay lạc khắn nạp bật cái đó có vi trôn mọi sự chụp record tầm mùi đây nhé và chứng dương ảnh phần ảnh mơ nơi record và đại dương ban tới chỗ ok và đồng bánh nghe số sơ thế dương ảnh lục bò miền ná đại dương cách thà vì mình sơ gì nè và bị trận bày má đôi chì mơ bò miền được lõ những dương ảnh lục vị chính và chứng cụ sơ trận bày vập nế vì bò miền giúp chỗ ấy lục trình vinh ok dịch sợ chật bấy đất miên ấy
ở miền tây chứ ở lục mà mới lại đi tá chất sâm bò dưỡng từ này hà ba ta thì nhé hà lục chất buồn mau tiết chứ những anh lục chất buồn ba cũng lục tiết ba sắp ở thử tiết lục tiết ba nhé ba muôi ok lục tiết ba pi và những lục tiết nhé ba bay chứng phô miễn đại dương và cho ở trong trời vì muốn mắng vì sử dụng và ok ABC ba buôn chúng tôi ba thẻ ăn ba ok ba và muối ọt miễn đề và nhé và cứ chỉ là biện đề ca bao dương này thông ca sơ xế và chẳng dựng nghe xuống và nghe xuống và xin mẹp dân phục trồng và bắt đầu mắt lực lưu bà hai mươi tiết tạm tông chỉ muốn delete a close và dân khoản ta sẽ this dot close và các phần nắng chẳng phải dân rằng nó form dưới đó bật đầu dân ai chuẩn bị tông close bàn bàn ít chứ là việc này cá sơ xế code bỏ dường và bàn chẳng không ca rịp chóm bộ trực dưới chọc tập phần nắng ấy đó chúng nơi tì bấm vay và để lực lưu bằng hàng ở tì bấm buồn và lực lưu bằng hàng vì how to close application và chính tập off về bấm buồn trên nơi và để lực lưu rịp rõp và lực lưu bằng chức phái để ở lực ảnh phơ bàn đấy bằng đấy và chúng bà xin chí miên xung đô ai tình nạ tầm nô mà lực lưu và rồi chui like hay nâng subscribe ở bàn trán đầm bay tiền vô video thay thay đây là group học làm mình bà sống ở cuốn